Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa chủ tọa đoàn, hôm nay em xin trình bày báo cáo ca lâm sàng viêm phổi tăng cảm mãn tính sơ hóa. Viêm phổi tăng cảm thì là một hội chứng biểu hiện của phản ứng miễn dịch bởi các tác nhân hít vào và xảy ra ở nhu mô phổi. Tỷ lệ mắc bệnh thì thay đổi phụ thuộc vào vị trí địa lý và quần thể dân cư. Tỷ lệ mắc bệnh thì có thể thay đổi từ 1,3 đến 12%. Rất nhiều tác nhân thì đã được nghiên cứu là chứng minh có thể là cái biểu hiện của bệnh này. Một số tác nhân có thể gặp phổ biến như là trong bệnh phổi của người nông dân, bệnh phổi của người nuôi chim bởi các protein của các động vật. Đã có khoảng hơn 300 nghề thì được báo cáo là có liên quan đến bệnh này. Viêm phổi tăng cảm thì có thể có biểu hiện cấp tính, bán cấp hoặc là mãn tính. Phân loại thì phụ thuộc vào diễn biến bệnh. Nếu thời gian diễn biến nhỏ hơn 6 tháng thì mình có thể chia là cấp tính và bán cấp. Còn nếu mà thời gian diễn biến bệnh trên 6 tháng thì là mãn tính. Ngoài ra còn dựa vào cái thời gian hồi phục của bệnh nhân và có hình ảnh đặc trưng ở trên phim cắt lớp vi tính độ phân giải cao tùy theo giai đoạn của bệnh. Biểu hiện khi mà viêm phổi tăng cảm giai đoạn cấp thì sẽ biểu hiện giống như là mình nhiễm virus hoặc là nhiễm khuẩn hô hấp thông thường. Bệnh nhân có thể có biểu hiện sốt, ho, khó thở, tức ngực. Còn viêm phổi tăng cảm bán cấp thì bệnh nhân tiền sử đã có nhiều đợt như là viêm phổi tăng cảm cấp là bị lặp lại và bệnh nhân có thể có sút cân. Còn khi mà đã đến giai đoạn viêm phổi tăng cảm mãn tính thì bệnh nhân đã có biểu hiện suy hấp mạn trên lâm sàng, có thể có ngón tay dùng trống, khó thở khi bệnh nhân gắng sức. Nhìn chung thì thể cấp tính theo số nghiên cứu thì là đa số sẽ hồi phục, chỉ khoảng 5% là thể cấp tính tiến triển thành mãn tính. Chẩn đoán thì đầu tiên mình sẽ dựa vào triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân sẽ có biểu hiện ho, khó thở, sốt, mệt mỏi. Mình khai thác tiền sử thì có thể hỏi được các yếu tố dị nguyên, có thể biểu hiện như những cái đợt cấp thì tiếp xúc với dị nguyên thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ngoài ra mình có thể làm các xét nghiệm kháng thể IgG đặc hiệu với kháng nguyên mà mình nghi ngờ. Dựa trên phim chụp mà cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì trong giai đoạn viêm phổi tăng cảm cấp thì mình có thể thấy hình ảnh các nốt nhỏ ưu thế ở thùy trên và thùy giữa, có thể có hình ảnh kính mờ. Còn khi đã đến giai đoạn bán cấp hoặc mạng thì trên phim chụp sẽ có tổn thương hình sơ chiếm ưu thế ở thùy trên, thùy giữa và sơ hóa bó mạch quanh phế quản, có hình ảnh honeycombing, giãn phế quản co kéo. Ngoài ra mình có thể nội soi phế quản thì dựa vào kết quả dịch rửa phế quản phế nang có tỷ lệ bạch cầu lanh phổ trên 20%. Ngoài ra mình cũng có thể sinh tiếp phổi trên những bệnh nhân mình nghi ngờ. Sinh thiết phổi thì sẽ có những cái tổn thương mô bệnh học đặc trưng. Về chẩn đoán thì đầu tiên mình sẽ dựa vào nếu như bệnh nhân có yếu tố dị nguyên mà mình thấy phù hợp với các triệu chứng lâm sàng, khi mỗi lần tiếp xúc với dị nguyên có hình ảnh trên HRCT đặc trưng thì mình có thể đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là bệnh nhân có tình trạng viêm phổi tăng cảm. Nhưng mà nếu như mà một trong hai cái tiêu chuẩn này chưa rõ ràng thì mình có thể tiến hành nội soi phế quản. Và dựa vào kết quả dịch rửa phế quản phế nang trên 20% thì mình cũng có thể chẩn đoán. Còn những trường hợp khó thì mình có thể cân nhắc sinh thiết phổi ạ. Về điều trị bệnh viêm phổi tăng cảm thì điều quan trọng nhất vẫn là loại bỏ yếu tố dị nguyên. Với viêm phổi tăng cảm cấp có triệu chứng thoáng qua thì đầu tiên mình sẽ loại bỏ yếu tố sẽ cải thiện chức năng phổi sau khoảng 6 đến 12 tuần. Còn với viêm phổi cấp và bán cấp điều triệu chứng dai dẳng thì mình có thể điều trị glucocorticoid từng đợt ngắn á. Khi đã đến giai đoạn viêm phổi tăng cảm mãn tính thì chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ. Ngoài ra mình có thể điều trị glucocorticoid với liều prednisolone là 0,5 mg/g/ngày. Nhưng mà theo nghiên cứu thì với các bệnh nhân có đặc điểm viêm dựa trên phim chụp cắt lớp vi tính, kết quả nội soi phế quản thì sẽ có cải thiện đáp ứng với glucocorticoid hơn là nhóm không có biểu hiện viêm. Em xin báo cáo ca lâm sàng mà em đã gặp. Một bệnh nhân nữ 73 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ về hưu. Bệnh nhân vào viện vì tình trạng khó thở khi gắng sức. Tiền sử thì bệnh nhân có viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng nhiều năm. Khai thác về yếu tố dịch tễ thì bệnh nhân 20 năm nay nhà của bệnh nhân ở thì có đối diện một quán chim. Và khi mỗi lần bệnh nhân đi làm về hoặc là sáng sớm bệnh nhân thức dậy thì thường sẽ có biểu hiện hắt hơi và chảy nước mũi, kèm theo có ho khan khoảng vài ngày sẽ hết. Bệnh nhân không có tiếp xúc với khói thuốc lá. Trong 2 năm gần đây thì bệnh nhân thường đi khám vì những cái đợt mà bệnh nhân có biểu hiện ho, chảy nước mũi và đi khám thì thường các bác sĩ chẩn đoán sẽ là viêm mũi, viêm đa xoang.
Bệnh nhân đã được chụp X quang ngực và cắt lớp vi tính ngực ở bệnh viện tỉnh thì đã chẩn đoán là tổn thương phổi kẽ. Khi đó thì bệnh nhân được điều trị thuốc khí dụ, thuốc hít budesonide và phòng metadone hàng ngày và sẽ có thuốc cắt cơn khi khó thở. Nhưng một năm gần đây với điều trị như vậy nhưng bệnh nhân có tình trạng khó thở khi gắng sức nhiều hơn, có sút cân khoảng 10 kg trong vòng 2 năm và bệnh nhân thường xuyên là có biểu hiện ho, có ít đờm trắng trong. Đó là lý do bệnh nhân vào viện. Khi vào viện chúng em thì khám thì có bệnh nhân thể trạng gầy, BMI là 19,5, da niêm mạc nhợt nhẹ, có dấu hiệu suy hấp mãn tính, phổi thì nghe có da nổ rải rác hai bên và khám thì không phát hiện bất thường các cơ quan khác. Về các xét nghiệm của bệnh nhân, bạch cầu bệnh nhân thì là 9,6, không có tăng, máu lắng thì có tăng nhẹ. Khi máu động mạch thì có tình trạng giảm oxy máu, BO2 là 59, có tình trạng tăng CO2 là 48. Đo chức năng hô hấp thì có tình trạng rối loạn thông khí hạn chế mức độ nặng, FEV1 48%, FVC ở 42. Xét nghiệm các vi năng tự miễn của bệnh nhân là âm tính. Bệnh nhân được làm test đi bộ 6 phút thì sau 6 phút có tình trạng mạch huyết áp tăng, FVO2 giảm. Đây là hình ảnh trên các lớp vi tính bệnh nhân được đi khám hồi tháng 2 năm 2020. Khi đó thì đã có hình ảnh giãn phế quản co kéo kèm theo các nốt nhỏ ở thùy trên và thùy giữa kèm theo hình ảnh sơ. Và đến tháng 5 năm 2020 khi bệnh nhân khám ở bệnh viện Bạch Mai, hình ảnh thì đã có hình ảnh honeycombing và giãn phế quản co kéo nhiều hơn so với cái phim hồi tháng 2. Dựa trên những yếu tố về bệnh sử, tiền sử và hình ảnh trên các lớp vi tính thì bọn em chẩn đoán như này: suy hấp mạn và theo dõi viêm phổi tăng cảm mãn tính sơ hóa. Bệnh nhân được điều trị Meron 16mg trên ngày, bổ sung canxi, vitamin D. Và sau 3 tháng về lâm sàng thì triệu chứng về khó thở và ho của bệnh nhân thì có cải thiện. Và bệnh nhân được chụp lại phim các lớp vi tính hồi tháng 7 năm 2020 sau khi điều trị 1 tháng. Thì trên hình ảnh thì vẫn còn những hình ảnh giãn phế quản và honeycombing nó không thay đổi, nhưng mà những cái tổn thương kính mờ và đông đặc thì bệnh nhân có đỡ hơn ạ. Qua can lâm sàng đấy, xin rút ra một số kết luận. Viêm phổi tăng cảm thì là một bệnh lý không phải hiếm gặp. Viêm phổi tăng cảm giai đoạn cấp thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Khi đến giai đoạn mạn tính thì thường sẽ khó chẩn đoán và đáp ứng ít với điều trị. Do đó là mình cần nên khai thác yếu tố nguy cơ và tìm ra các tác nhân đặc hiệu và cái tổn dựa vào tổn thương trên các lớp vi tính để mình có thể chẩn đoán sớm của cái viêm phổi tăng cảm này để mình điều trị. Cuối cùng em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu. Vâng.